Chào các bạn nha, bữa nay mình theo quanh đặc lú nha các bạn. Đặc lú đồng là xâm há nha các bạn. Đặt ra dưới bình ở trên trục hết rồi, giờ mình xuống dưới bình đặt nha các bạn. Anh kêu máy để bỏ cái máy để cắt ra. Bình này dày lắm, bây giờ lấy lú mình cắt lỗ rồi mình lậu bên kia kéo qua nha các bạn. Đặt kinh được bình hai cực nha các bạn. Hay là để thí như này, ông cũng đi đâu vô được, vô chùa vậy đó được không? Không được thì mà thảy qua xuồng bơ ấy thôi, chứ vỏ bơ nặng lắm mà. Đặt trên đây dài xuống nha các bạn. Có điện số của tôi hoài đó. Luôn có một tên này, nó mất tiêu rồi. Xin số không hay gì? Số có gì điện dễ. Ừ. Có không? Có. Tao có điện cho mày đó, có số đó nè. Không có điện mà. Điện chỗ nào? Cái đồ 75 á. 75 hả? Ờ 75 của ổng. 75 với số 10. Cái đó không có điện mà. Coi kỹ rồi đi. Coi bên cuộc gọi á. Đặt này cực hơn đồng trục ha. Có 75 đâu trời, có 27 nè, mới có ai nè. Của tôi á. Lấy số tôi đi. Lấy đâu số. Bấm. Hả? Không biết bấm. Tôi không biết xài số điện thoại. Chắc có bùi tre luôn á. Kêu nó nhá điện qua nó biết số tôi mà. Ờ ừ. Đây đâu nhá. Rồi được rồi, được rồi. Rồi vậy là xong nha các bạn. Từ đây tới đầu kinh dưới nè các bạn, đặt 40 cái, tối nay khoảng 1-2 giờ giỏ, mình theo quay cho các bạn xem. Rồi hồi chiều mình theo quanh đặt lú các bạn, giờ mình đi theo quanh giỏ luôn bạn ơi, giờ lại chơi luôn, nãy có bắt được mấy chứ. Con chuột nha các bạn, mấy con vậy? Đây, để ra theo là cái lẩu me, của lẩu con mẻ luôn. Rồi vô cái đi. Rồi các bạn. Ngày nào cũng làm gì chơi ngon. Cái này cũng hơi mệt luôn á. Thức đi hết sáng đêm không? Vô các bạn ơi, ngày chuột chưa chín mình đang đỡ đâu mất. Chín rồi mà. Ừ. Rồi quanh thử miếng rồi. Ừ. Ngày này cũng 11 mấy nha các bạn. Nổ lên ra xíu rồi cũng tới giờ thăm luôn rồi. Quá ngọt. 1:10 1:10. À. Quá đã không? Quá ngọt. Rồi mời các bạn dùng chung nha các bạn. Chuột luộc cơm mẻ, luộc bắp. Chuột bạn ơi, ngon quá nè. Mình không biết ăn cái khúc này, mình ăn khúc này không à.
Vô. Mời ba. Ở đồng quê vậy ba ơi, bắt được nào thì ăn nấy à. Tối đi bắt được chuột thì ăn chuột, còn có cá thì nướng cá, chiên. Ngọt thịt gà đấy ta. Chà bá nhỏ đầy luôn. Rồi cánh làm cái nó chở bạn coi. Vô bạn ơi. Uống luôn mà hà đảo quá ha. Ngon. Ruộng cũng ngon luôn. Không nguyên chắc rồi, nguyên ổ bắt vô ngâm. Ngọt không quên? Ngọt à, mới ngâm. Mới chưa ra. Không có hồng ngọt ngọt gì hết. Dị dưỡng rồi. Rồi chào các bạn nghe, chừng nào dở lúa rồi mình đi theo quay nha các bạn. Mình Quỳnh làm cái rồi. Khúc này lên bờ đổ nha các bạn. Ồ. Bốn cái ruộng. Mình đổ xong mình để xuồng lau gan nha các bạn. Ôi Quỳnh quá trời. Đầu bộ kỹ không vậy? À biết rồi. Mình ốc không gì trời. Nó phi luôn. Nó chặt luôn. Đưa lấy hết hồn ha. Là kinh móc rồi. Nhắn cái chốt chứ thì gỡ cái chốt đầu cũng chắc. Không đâu để cho nó đâm vô tay gọi dễ lắm. Đâm nó mình lật nha, bẻ ra luôn à. Bắt hết bỏ đây nè. Chụp lên. Ừ. Ừ, chặt. Hôm nay có chặt thấy bộn không anh? Ừ, chặt bằng. Chặt ký được nhiêu? Không biết nhưng mà hổng gậy đâu có bán đâu. Đâu có đâu bán. Còn ăn. Trăm. Ốc nha, chạy ngát bự. Bù hết trà bá luôn. Hết bà. Bà vợ với mấy bà luôn. Quanh vợ toàn với mấy con không. Sau đây dưới này mà sao ốc dữ trời. Bên ốc nhiều lắm mà. Nhiều tình bích chân các bạn. Không có bơi vô được. Vỡ đầu lôi ra mà. Hôm chiều quên đặt là kéo bệnh rồi mà. Hôm chiều lặn bệnh đặt hả quên? Ừ. Nãy tôi nghe cái lóc nhẽ mà sao dính gô không ta? Nó rút trong đây cá gô bự bự luôn. Quá ốc rồi. Kìa, ngậm đây nè. Tôi thọt tay tôi bắt không. Quá trời cái gô kìa. Anh thọt tay vô bắt đi. Ừ. Cái gô bự này nước kìa. Cái gô này ống quá không.
cá lóc hơi bự nha, cá lóc, cá lóc. Nắm cái đầu đi, nắm cái đầu đi. Tung tung hồi vô. Ớt bị ớt nè. Đúng rồi, cái này trúng rồi, trúng ớt rồi. Ớt bự. Ớt bà. Quá đã. Lóc này lóc nhất chưa? Chưa. Con đó nhất rồi đó. Nhất chưa? Chắc 200 ngoài gram hả các bạn? Cũng 300 gram mới nhất. Cua rồi. Con cua rồi. Đấy, đi ra đâm chứ. Cái này hơi thắt rồi. Mấy cái đau lưng rồi. Còn hơi tập gym nữa mà. Bốn con, năm con, có thể biết ngành. Cua này có cua nào nhất hay nhì vậy không? Còn có chốt được anh với cua kìa. Cái này cũng nửa cái cua rồi. Chưa được đâu. Hả? Chưa được đâu. Được á. 1, 2, 3, 4, 5. Ủa con này cũng... 6 con. Ừ con đó luôn. Con đó tính luôn á. 6, 7, 6, 7 con luôn đó. Này, 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 ban này, này. Con đó cũng 80 luôn sao? Ừ. Lựa ra, lựa ơi. Vậy luôn đó. Cũng gần được nửa ký rồi. Ngồi ếch nữa à. Ếch nữa hay gì? Ếch nữa. Cái bự luôn. Cua phi mà. Phi. Cái màn ra đồng tiền đâu có tin xuống gì đâu. Mà lú nó cực lắm mà. Mấy cái mua này vừa mua mua gạo vừa thấy là giống như là. Ồ quá. Đánh đầu lên. Đi vô. Ồ, cũng có dột. Cái chi trắng luôn. Trắng không? Trắng luôn. Chi lai. Nó có chi trắng luôn nữa. Có ớt này gì? Đầu kia, đầu kia có ớt. Đưa đây, đưa vào đây bắt ớt. Ớt mỗi tí. Có ớt nhất nè. Cái là 40 ngàn đó chú Cảnh. Hết này dư hết chiếc rồi đó. Cái bá.
100 gram tới lên bắt nhất rồi. Mà này hơn 100 gram rồi. Hết rồi, nặng lắm mà. Này, bữa nay ít nhất cũng bộn nè. Ít nước nữa rồi. Ít nước nữa. Có ăn được. Nó bằng khoảng 4 con ớt bự à. Nó hết mà ăn hết rồi được nha. Nè, tự nhiêu ghê không? Cái nước cái đóng ăn cho hết cũng bỏ. Cái hơn 2 kg quá. Ít hả? Ừ. Cả kg rưỡi rồi. Mấy em được. Cái chết nhóc gì? Hả? Cái chết nhóc gì vậy? Mấy con đó ngày hôm qua ông quanh mấy nó lầm ra bỏ đem cái chờ cái gô luôn những cái gô ngoài luôn vậy chứ bữa đó ông anh chừa là bốn con á ăn hai ngày ăn qua ngày sau chưa hết đậu ăn cái gì chạy cái giò cái u hi không ăn không hết xong đổ rồi đi. Cái giò này còn mà kìa. Cái giò này còn mạnh nấu. Bành hết nè. Ok. Chê bỏ ở đây luôn hay gì? Thôi bỏ cái xuồng nó đi. Xuồng trước ra. Bỏ này có gô với cái lóc được rồi. Không có giò đếm bỏ đây luôn ha. Bỏ cái giò nằm tái cho tới tay luôn. Nó vừa thấy là nhớ dính dao à. Cái dở nhắm thử nó từng từng ồ thì có lóc có gà mà nãy thấy nè nãy đi nha thấy nhảy lên quên lấy gọng hết quá à còn ngoài thôi cái chốt cái nhé ngược luôn kìa. Cái đồng đó muốn nước đổ luôn đi. Cái dẫn thằng này tôi bắt mấy cái này về cái chốt rồi chứ. Thì con cái dẫn quá dính lưới rồi. Cái một mà chạy nhiều lên chứ coi. Còn ngoài kia, ngoài kia chạy cái lóc này. Cái này, hai chiếc cái lóc. Hết, hết, hết. Đâu hết không? Hết á. Nó nhảy thòm thòm không thấy à? Chợ có chút xíu tưởng nó bự ta cũng là ớt thôi ta cũng ớt mà nghe nè ớt giờ tôi kiếm ớt rồi ai nhẹ coi lớn á cá thể dụ một thể chứ cái lóc đồng cái đầu tròn quay ha cá đầu nhìn từ nhìn giống như dê kinh vui vậy cái chốt rồi vô đó biết rồi đó có dẫn lên nè cái dẫn này nó cũng ăn lúa giống như cái dinh hay gì quanh chỉ có gì nè chú quán mới có tiền
Cá lóc hả? Con cá lóc hả? Ồ, có lý, có dầu. Mới vô, cái này mới vô luôn. Đóng nó chạy vô gì đó. Một con cá lóc, một con cua nhất. Cua cái này béo lắm nè. Mấy con này sáng về cho Mỹ đi. Lột cái này. Rủ Mỹ đi, nó mẹ không cho. Mỹ nó trả lời chứ Việt Anh mổ khỏi ít trả lời. Không có trả lời. Từ bị miễn thôi. Có nhiều Mỹ nơi hết rồi. Cái này cái dầu cũng là sáng đẹp bớt, đèn bán bớt rồi. Vô đếm hết khô mập không? Con cua bự. Bỏ ngoài đi anh bắt. Cái vô thấy muối xuồng đi. Một cái chi nhỏ thả lại. Cái này được hai con cá hết bạn ơi. Con cua không dính luôn vậy. Cái giọng vui hơn. Đặt này cũng vui chù lượm đây rút rồi ha. Có. Có chứ, cái chốt. Mua được cái lóc. Mình hai con hay vậy. Cái cua với cá thì còn cá lóc. Đổ ra đi, cho mở ra. Còn về tới nhà bạn ơi, đổ cá ra lựa, đi chợ. Được cái cua nha bạn. Rồi này hết. Hết bụi thôi. Cá mồi. Có dạch nè, có dạch luôn nè. Chốt không hả? Chốt được rồi. Hai thùng không? Dở con kinh dở lâu quá ha. Ừ. Dở cái đó thì lâu rồi. Cá đã không à. Một bước
cũng thành bộ ếch, mình bắt ếch bỏ vô. Cái thùng ngô nhỏ hả? Nè, ngô nhỏ nè. Rồi, nhỏ bà ơi. Ngô này 40 ngàn ký. Đây là cái bự. Rồi, này cá lóc nhiều hơn. Rồi, bắt con lươn nha. Nay chúng hôm qua mà hả? Chúng hôm qua tối mấy cái trên đây đó. Ừ, cái nào rất hay vậy, nó thay đổi như vậy đó. Sự có bóng này đừng dùng luôn. Dù có bóng rồi. Xô cá ngô nè. Nhát rồi. Cái câu này là quan trọng nhất rồi hả? Ừ. Thất cái ngô mà có cái lóc cũng được. Cái này cả 4 kg của bự vậy ha. 4 kg câu trời này 4 kg à. Trời, 5 kg ở ngoài. Bự thấy can hay gì? Vô can đi. Quá cái ngô đã bạn ơi. Lên cái lóc nữa rồi. 4 kg cái lóc. Ờ. Cho 4 kg cái lóc vào này. Ờ, mình kết thúc video đây nha các bạn. Có cái tay cái hết còn bả luôn ha.